Thủ môn Văn Toản phẫu thuật chấn thương vai thành công. Thủ môn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Toản đã được ekip bác sĩ của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec phẫu thuật thành công chấn thương vai phải. Theo thông tin của thạc sĩ bác sĩ Hồ Ngọc Minh, người trực tiếp theo dõi tình hình của Văn Toản, sáng 30 tháng 11, thủ thành này đã ổn định và rất vui vẻ sau cuộc phẫu thuật thành công. Văn Toản tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát sao, bao gồm cả chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để đảm bảo thể lực tốt nhất, chuẩn bị cho quá trình phục hồi chức năng sau mổ. Trước đó, ca mổ cho Văn Toản bắt đầu từ 9 giờ đến 12 giờ 30 sáng 29 tháng 11 do giáo sư thạc sĩ bác sĩ Trần Trung Dũng, giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec trực tiếp thực hiện với chỉ định khâu sụn viền trên khớp vai phải. Ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp nội soi. Trước khi phẫu thuật, Văn Toản đã trải qua nhiều lần chẩn đoán và hội chẩn nhưng tổn thương ở vị trí khó xác định thông qua chẩn đoán hình ảnh thông thường. Với chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn trong điều trị các chấn thương thể thao dạng này, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Trung Dũng và giáo sư Philippe Macaire, trưởng khoa gây mê giảm đau Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City đã kết hợp để đưa ra phương án khẳng định vị trí tổn thương chính xác nhất. Giáo sư Dũng cho biết, nếu là bệnh nhân nhu cầu vận động không cao, chúng tôi có thể khuyến cáo chuyển sang các môn vận động khác, ít sử dụng đến khớp vai. Tuy nhiên, trường hợp Văn Toản lại khác, anh thi đấu bóng đá đỉnh cao và ở vị trí thủ môn, nhu cầu có một khớp vai khỏe mạnh rất quan trọng. Vì vậy, trong trường hợp này, chỉ định phẫu thuật là bắt buộc để có thể điều trị dứt điểm tổn thương, giải quyết nguyên nhân gây đau là cơ hội duy nhất để trở lại với thể thao đỉnh cao. Sau đó, Văn Toản sẽ được theo dõi sát sao với chương trình tập luyện và chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để hồi phục thể lực, lấy lại phong độ của mình. Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, giáo sư thạc sĩ bác sĩ Trần Trung Dũng cho biết, ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp, tình hình bệnh nhân rất ổn định, vị trí tổn thương chính xác như hình ảnh chụp MRI và chẩn đoán ban đầu, nhưng phạm vi tổn thương lớn hơn so với dự kiến ban đầu, lan sang cả khu vực sụn viền phía trước và phía sau. Chúng tôi đã tiến hành sửa chữa tổn thương chân bám của cơ nhị đầu, sụn viền phía sau, đồng thời da của sụn viền phía trước kết hợp với điều trị bằng liệu pháp huyết tương dầu tiểu cầu, một liệu pháp miễn dịch bằng huyết thanh để tăng khả năng liền của sụn viền giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Giáo sư thạc sĩ bác sĩ Trần Trung Dũng chia sẻ. Sau ca phẫu thuật này, thời gian điều trị cho thủ môn người Hải Phòng dự kiến diễn ra trong ít nhất 3 tháng.